Xin chào tất cả mọi người, lại là Pondo đây. Pondo lần này thì được hân hạnh trở thành một trong những nhà tài trợ cho giải đấu Pickleball Cúp VTV8 2024 tại La Quinara. Sự tham dự của quý vị đại biểu: ông Nguyễn Thanh Lương, nguyên phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Trần Văn Thăng, phó giám đốc công ty Pondo;